Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa nay, ngày 5 tháng 4 năm 2022 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đang tiếp tục điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty khác. Căn cứ kết quả điều tra, C01 ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC về tội thao túng thị trường chứng khoán. Thông tin ban đầu, bà Huế được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Trịnh Văn Quyết trong việc thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Ông Quyết bị cáo buộc gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hồi tháng 1 năm 2022, ông Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không công bố thông tin trước đó. Ít ngày sau, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo hủy bỏ giao dịch này và nhiều nhà đầu tư được hoàn lại tiền đã mua. Căn cứ hành vi vi phạm, SSC ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quyết 1,5 tỷ đồng là cao nhất theo Nghị định 128 về xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán. Ngoài ra, ông còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Theo tìm hiểu, đây là lần thứ hai ông quyết bị phạt với hành vi tương tự. Hồi tháng 11 năm 2017, ông quyết bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo với cơ quan quản lý thị trường. Ngày 5 tháng 4, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ lấy lời khai với người đàn ông tên Tuấn, khoảng 50 tuổi, tạm trú quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh NTH sinh năm 2001, ngụ quận Gò Vấp. Anh hát là dân quân tự vệ thuộc phường đội phường 14 quận Gò Vấp. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 4, anh Hát làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trước trường trung học cơ sở Phạm Văn Chiêu, giáp ranh giữa phường 8 và phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này trời mưa, đường kẹt xe, anh Hát đứng phân luồng giao thông thì phát hiện ông Tuấn chạy xe ngược chiều, nên yêu cầu đi đúng làng đường tránh gây kẹt thêm. Ông Tuấn không chấp hành khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc hỗn loạn, ông Tuấn rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Hát gục ngay tại chỗ. Nạn nhân sau đó không qua khỏi, riêng ông Tuấn sau khi gây án thì bỏ lại xe máy nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Tuấn ban đầu được cho là đang trên đường đi đón một em học sinh học tại khu vực. Công an quận Gò Vấp nhanh chóng phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét. Ông Tuấn được xác định từng thuê trọ ở địa bàn phường 14 quận Gò Vấp nhưng đã rời đi. Qua rà soát các địa chỉ liên quan, công an xác định người này có tạm trú tại địa bàn quận 12 nên mật phục truy bắt. Tuy nhiên ông Tuấn không xuất hiện, đến rạng sáng người này đã đến công an quận Gò Vấp để đầu thú thừa nhận hành vi phạm tội. Công an quận Gò Vấp cũng thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh về việc ông Tuấn tới đầu thú để thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo. thưa quý vị, mới đây Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của công ty Ngôi sao Việt, công ty cung điện mùa Đông, công ty Solen thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đây là các công ty chưa đại chúng đã thực hiện chín đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 theo quy định tại nghị định số 153/2020 và công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về các đợt chào bán này. Ngày 3 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định hủy bỏ chín đợt chào bán trái phiếu với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của các công ty nêu trên. Quyết định trên căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về việc hủy bỏ các đợt phát hành trái phiếu do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Vẫn theo quyết định, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của công ty ngôi sao Việt, công ty cung điện mùa đông, Công ty Soleil thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh trong chính đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7 2021 đến tháng 3 2022. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên. Các công ty ngôi sao Việt, công ty cung điện mùa đông, công ty Soleil tập đoàn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm chấp hành quyết định này. Trước đó, Bộ Công an có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ban ngành liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án do tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện trên địa bàn thủ đô. Các dự án nằm trong diện xác minh bao gồm The La Ponde O Hoàng Cầu, The Palace Louis Nguyễn Văn Huy, The San Rocco Hàng Bài, The Eldorado 1 Phú Thượng, The Leroy Soleil Quảng An, Tây Hồ, Tân Hoàng Minh Lò Đúc. Đến rạng sáng ngày 5 tháng 4, lực lượng chức năng quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Trước đó, khoảng 21 giờ tối ngày 4 tháng 4, năm thanh niên ngoài 25 tuổi chạy xe máy SH59T2 16475 trên đường số 6 hướng từ quận Bình Tân sang quận Bình Chánh. Khi xe qua hẻm 154 đường số 6 phường Bình Hưng Hòa B, một đoạn thì tông vào xe tải 50H04022 đang dừng đổ bên đường cú tông mạnh khiến năm thanh niên cùng xe máy văng xa trên đường tạo ra tiếng động lớn người dân xung quanh phát hiện đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong tại hiện trường chiếc xe tải dừng đầu gần hết một làng chiều đường của hướng di chuyển ghi nhận thời điểm cơ quan chức năng xử lý phía sau xe tải không phát hiện có đặt vật cản biển cảnh báo công an quận bình tân cũng đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người có liên quan trích xuất camera an ninh khu vực để làm rõ Thưa quý vị, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 4 tháng 4, báo chí đã đặt hàng loạt câu hỏi về các vụ án gây xôn xao dư luận thời gian qua. Đặc biệt là vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, vụ án kích tết tại công ty Việt Á và vụ nhận hối lộ ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã lần lượt thông tin về tiến độ điều tra xử lý trong các vụ án trên. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã lần lượt thông tin về tiến độ điều tra xử lý trong các vụ án trên. Ông cho hay, đối với nhân vật Nguyễn Phương Hằng, có lẽ hơn một năm nay, báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng sôi sục bàn tán về vụ việc. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân được quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng để điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật, Trung tướng Tô Ân Sô thông tin. Về vụ việc Á, ông nhấn mạnh đã từng nhiều lần thông tin rất chi tiết với báo chí. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua đã nói quá rõ về các tổ chức cá nhân có liên quan. Các bạn chờ đợi cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tiếp theo, ông nói thêm. Liên quan tới vụ án nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Ông cho hay cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi trong vụ án này. Hiện tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và có thái độ hợp tác với cơ quan điều tra. Tướng Sô cũng cho hay tại vụ án này, hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi. Số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan ban ngành của cả trung ương và địa phương. Đặc biệt là xảy ra trong một thời gian dài, các đối tượng đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong công tác điều tra xác minh vụ việc ông sô nói và cho biết hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra tiếp tục làm việc với một số cơ quan tổ chức doanh nghiệp địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc cơ quan công an đề nghị các cá nhân tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra hoặc nếu có thông tin tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an để sớm kết thúc vụ việc thời gian tới sẽ có những bước đột phá mới trong vụ án này khi có thông tin, chúng tôi sẽ sớm thông tin cho các bạn, người phát ngôn Bộ Công an nói. Thưa quý vị, một người đàn ông 60 tuổi ở Đức được cho là đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 hàng chục lần để bán thẻ tiêm chủng giả với số lô vaccine thật cho những người không muốn tiêm chủng. Hiện chưa rõ khoảng 90 mũi vaccine được tiêm cho người đàn ông có tác dụng gì đến sức khỏe cá nhân của ông ta hay không. Người đàn ông được cho là đã nhận khoảng 90 mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại các trung tâm tiêm chủng ở bang Saxony, miền đông nước Đức trong nhiều tháng cho đến khi cảnh sát bắt được ông ta vào đầu tháng này, hãng thông tấn Đức DPA đưa tin hôm 3 tháng 4. Danh tính của người đàn ông đến từ thành phố Madaburg thuộc bang Saxony Anhalt cũng ở miền đông nước Đức không được tiết lộ theo quy định về quyền riêng tư của nước này. Nghi can không bị bắt giữ nhưng đang bị điều tra vì phát hành trái phép thẻ tiêm chủng và giả mạo giấy tờ, DPA đưa tin. Ông ta bị bắt gặp tại một trung tâm tiêm chủng ở Ellenburg thuộc bang Sassoni khi đến tiêm ngừa Covid-19 vào ngày thứ hai liên tiếp. Cảnh sát đã tịch thu một số thẻ tiêm chủng để trống từ người này và bắt đầu các thủ tục tố tụng hình sự. Cảnh sát nói rằng cho biết mỗi lần đến một trung tâm tiêm chủng, người đàn ông đều mang theo giấy tờ tiêm chủng mới và để trống. Sau khi được tiêm, người đàn ông gỡ các chân có thông tin liên quan đến mũi tiêm và bán chúng cho những người không muốn tiêm vaccine hiện chưa rõ khoảng 90 mũi vaccine ngừa Covid-19 thuộc các nhãn hiệu khác nhau được tiêm cho người đàn ông nói trên có tác động gì đến sức khỏe của người này hay không. Cảnh sát Đức đã tiến hành nhiều cuộc truy quét liên quan việc làm giả giấy chứng nhận tiêm chủng trong những tháng gần đây. Nhiều người từ chối tiêm vaccine nhưng lại muốn có giấy chứng nhận tiêm chủng để có thể dễ dàng tham gia đời sống công cộng cũng như vào các nhà hàng, rạp hát, hồ bơi hoặc nơi làm việc. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi trên địa bàn. Theo đó, dự kiến có hơn 898.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sinh sống, học tập trên địa bàn cần tiêm chủng, trong đó có hơn 880.000 trẻ đi học và hơn 12.800 trẻ đang nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội và trẻ chưa đi học trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường học hoặc tại điểm tiêm được cơ sở giáo dục và y tế địa phương phối hợp quyết định đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. trẻ không đi học sẽ được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do ủy ban nhân dân thành phố thủ đức và các quận huyện quyết định. trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện được tổ chức tiêm vaccine ngay tại bệnh viện. các ca trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh thành khác. theo lộ trình, thành phố dự kiến bắt đầu tổ chức tiêm chủng ngay sau khi được bộ y tế cung ứng vaccine, phấn đấu hoàn thành trước tháng 9/2022 có xin sử dụng được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo quy trình, sử dụng và đào tạo chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách và nhập liệu đầy đủ danh sách trẻ cần tiêm trước khi tổ chức tiêm lên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện sắp xếp khu vực tiêm phải đủ rộng, đảm bảo giãn cách và bố trí thêm khu vực ngồi chờ cho phụ huynh người giám hộ của trẻ, đồng thời huy động thêm lực lượng ngoài y tế để tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, cần bố trí số lượng trẻ được tiêm trong ngày phù hợp, đảm bảo thông tin và quả tim của trẻ phải được cập nhật đầy đủ lên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 và cuối mỗi ngày cần rà soát, thống kê số lượng trẻ chưa đến tiêm để lên lịch tổ chức tiêm kịp thời. Liên quan vấn đề giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng, các địa phương phối hợp ngành y tế sẵn sàng các phương án xử trí, cấp cứu khi có sự cố bất lợi sau tiêm thực hiện theo dõi trẻ tại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm và hướng dẫn phụ huynh người giám hộ của trẻ tiếp tục theo dõi trẻ 28 ngày sau tiêm, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu sau tiêm. Cung cấp số điện thoại của trung tâm y tế hoặc trạm y tế để phụ huynh người giám hộ của trẻ liên hệ khi cần. Các trường học có tổ chức tiêm hoặc các điểm tiêm chủng khác, cố định, lưu động, phân công nhân sự làm đầu mối tiếp nhận thông tin sự có bất lợi sau tiêm chủng, báo cáo ngay về trung tâm y tế để tổng hợp, báo cáo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố theo quy định. bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về plo a vòng pháp luật tb vn để nhận lấy quà tặng và những bút hấp dẫn